Hello, xin chào mọi người nha. Hôm nay shop đồng hồ sinh nhật Thùy Trinh Nail của em sẽ lên video là ngày 30 tháng 5. Và số tài khoản em có để ở trên bảng nha mọi người. Thì mọi người chuyển khoản nhớ ghi dùm em nội dung chuyển khoản là mình chuyển khoản cọc mã nào hoặc là thanh toán mã nào B1A1 gì đó nha mọi người nha. Lưu ý bên em là hàng si bên em sẽ không bảo hành nước. Về máy em sẽ bảo hành cho mình là 1 tháng. Còn về nước á, mọi người muốn xài nước thì mọi người báo để bên em kiểm tra nước nha mọi người nha. Làm ron chống nước theo yêu cầu, không yêu cầu là em để nguyên bản cho mình. Và những cái con đồng hồ hãng á, thì những con nào nó cũng đã có độ chống nước rồi nha mọi người nha. Mình chỉ kiểm tra lại thôi. Đó. Rồi khách chuyển khoản hết, bên em sẽ free ship đơn tối thiểu từ 400.000. Dưới 400 là mình trả ship giùm em nha mọi người nha. Ví dụ như 300 thì mọi người sẽ chuyển là, nếu mọi người chuyển hết thì sẽ là 320.000. Là em tính 20.000 tiền ship. Còn nếu như mọi người cọc là phí ship vẫn là 35.000 nha. Rồi bên em thì mở hàng, quay video mở hàng, cho dù đơn đó là đơn không đồng, là đơn đã chuyển khoản rồi thì mọi người vẫn mở hàng, có video mở hàng. Tình trạng là mất hàng, là thiếu hàng, sai hàng, bể hàng, bên em sẽ dựa trên cái video đó mà thì mới giải quyết nha mọi người nha. Còn không có video là bên em sẽ không có giải quyết nha mọi người nha. Rồi bây giờ em lên mã đầu tiên. Mã hôm nay em lấy sẽ là mã T1 cho em. T1. Em lên cho mình một con của nhà này đi. Con này là con T-Med. T-Med cho em nguyên một khối kim loại thép đúc nè. Ở đằng sau như thế này. Đó. Nó là dòng gì có chữ E nè. Con này là niềng xoay nha mọi người nha. Niềng rất là êm. Xoay là không có tiếng nào luôn. Đó. Và nó có tới tận 4 cây kim. 1, 2, 3, 4 cây kim. Kim này là kim dây chính nè. Đó, còn cái kim này là kim gì nữa đó, cái này mình nghiên cứu giùm em nha. Đó, và một cái lịch này là lịch xéo. Đó. Rồi để cho mình coi có dạ quang không. Dạ quang siêu sáng. Dạ quang sáng và rực luôn nha mọi người. Dạ quang rất là sáng luôn. Em thấy ấn nút này nó quay vậy nè. Đó. Đó, rồi không biết tính năng nó là cái gì. Cho nên cái này là mình sử dụng nha, bên em chỉ bao là nó hoạt động thôi, còn cái tự trải nghiệm cái cách sử dụng nha. Rồi dây rất là đẹp luôn mọi người, nhìn dây nè, rất là đẹp. Con này nhìn rất là man sport sao. Rồi lên cho em con này. Mã nó sẽ là mã T1. Em bán cho mình với giá là 800. Lên cho em mã T2. T2 em lên cho mình một con của nhà, con nào đây? Thấy không? T2 em lên cái chiếc nhẫn này cho nó xinh xinh. Đây. Chiếc nhẫn với cưng lắm. Nhẫn đồng hồ nha mọi người. Đẹp quá mọi người ơi. Đẹp má la luôn. Tổng cộng là 9 viên à, 3, 6, 9, 12 viên đá. Bên trong nó có một viên đá nữa. Trời ơi nó đẹp. Cái này là dây chun nha mọi người, nên tay nào cũng vừa hết trơn, nó sẽ giãn ra nha mọi người. Còn tay nhỏ nó thu lại. Đó. Nó giãn ra nè. Thấy không? Đó. Cái tay, cái ngón này của em là size 7 nè. Em đeo nè. Rồi cái ngón này của em, cái ngón ngón cái của em nè, em vẫn vừa nè. Đó. Có nghĩa là tay nào nó cũng vừa nha mọi người. Những đồng hồ cho em đẹp quá. Cái chiếc này là nếu như mọi người mà đeo nước, mọi người nhớ đi keo lại nha. Đi keo lại cái phần nắp đít nè. Đó. Và phần ti nè. Nói chung là mình đi cho chắc ăn. Tại vì nhẫn nó hay tích tụ nước, mà khi mà mình xài mình hay không làm biến tháo ra đó. Còn nếu mà đeo đi tiệc, đi chơi đồ thì về tháo ra thì khỏi cần làm. Rồi lên cho em chiếc nhẫn đồng hồ này, em bán cho mình 600. Full hộp nhẫn mạ vàng, 12 viên đá nè. Mã nó sẽ là mã T2. Độc lạ, em có đúng một cái thôi. Lâu lâu mới có một cái nha mọi người. Lên cho em mã T3.
Mã T3 em lên cho mình một con của nhà Chery nè. Full hộp luôn, Style Jewelry. Cái này là cái thương hiệu này nè, nếu mà ai chơi nhiều đồng hồ sẽ biết cái thương hiệu này. Là nếu mà về đồng hồ nữ nó sẽ nghiêng về đá đá quý nha mọi người. Còn mà về đồng hồ nam thì nó sẽ nghiêng về Solar đó. Đây. Con này là dòng Solar Chronograph chống nước 100 m nguyên tát như thế này cho em, có cái thẻ nữa nè. Có thẻ, có khó khăn rồi có sổ trong này nữa nha mọi người. Đó. Cái này đem đi tặng được luôn nha. Đó, rất là đẹp. Hàng này là hàng dạng đeo lướt còn rất mới. Đây full hộp cho em. Đó. Mọi người nhìn cái mặt bên trong không? Cái mặt bên trong của nó giống như hình bản đồ mọi người. Đẹp ha. Chống nước 100 m chrono wrap cho em nha, zip band nè. Xéo nè, bản 6 kim nè. Cây kim này đang chạy luôn nha. Ấn cái thì cây kim trên nó chạy. Đó, kim chính nó sẽ là kim nhỏ, kim này sẽ là kim thể thao. Rồi ở đằng sau cho em như thế này. Style Jewelry Eco Solar Power Stainless. Những cái dòng mà solar là bên em không có bung máy nha. Cái này đít xoáy nè. Dòng solar là về là zin luôn, chỉ sạc nó chạy thôi, không bung ra luôn. Đó. Khóa dập hiệu cho em bản thép đúc siêu đẹp. Size con này là size 37,8 là 38 nha mọi người. Nam mình đeo từ 38 hoặc nữ cá tính mình đeo được. Đó, kim dạ quang cho em và những cái ô, những cái này là đều dạ quang hết nè mọi người, đẹp quá mọi người ơi. Star Jewelry thương hiệu này là nó chuyên về đá quý và solar, hầu như là đồng hồ mà nó không đá quý thì nó sẽ là solar, ít khi nào nó có đồng hồ pin không. Đó. Rồi lên cho em con này. Size 38, cái này nam tay nhỏ, nữ thích to đeo được nha, hoặc mấy chú đều đeo được cho em nha. Full hộp như thế này em bán cho mình 900. Hàng đeo lướt, hàng như mới luôn mọi người. Tát con này là 10 triệu mấy á. Tại vì em đã từng bán rồi em mới biết nha mọi người nha. Mã nó sẽ là mã T3. Lên cho em mã T4 mọi người ơi. Mã T4 em lên cho mình một con của nhà Polyfolie. Đẹp má la. Đây. Con này là con vỏ thép đúc bọc vàng hồng, khóa cũng bọc vàng hồng dập hiệu cho em luôn. Bản dây da nó là dây da màu đỏ đô bọc nhung, đỏ đô bọc bóng lên á. Nó bóng lừ lư luôn mọi người ha. Mai viền hai bên dây zin của nhà nó nha. Dây dập hiệu poly zin. Rồi đằng sau còn nguyên tem đít như thế này. Đó, con này nó không có hộp nhưng mà nó là mới nha mọi người. Tại vì cái tem này nếu như mình cứ đeo á là nó sẽ có cái mồ hôi mình là nó vô nó sẽ không có được trong như thế này nha. Và nó sẽ tự nó bong tem lên nếu như đã đeo rồi. Đít xoáy cho em, con này là chưa có đeo nhưng nó không hợp thôi. Size con này là size 35,2. 35,2 khóa dập hiệu Polyfolie cho em nha. Đây. Đẹp. Quá đẹp. Vỏ là vỏ bọc vàng hồng cho em luôn. Cái nước vàng hồng nó đẹp hơn cái nước vàng hồng em quay trong video nha mọi người. Quay video nó sẽ bị sáng ánh đèn á. Ở ngoài cái vàng hồng nó rất là đẹp. Rồi bên trong đính full diamond cho em. Đó. Nó full diamond. Dòng Polyfolie là đó giờ là chuyên môn là làm đồng hồ nữ là làm kim cương nha mọi người. Đó, những cái chỗ nào đính là đính kim cương hết. Bên trong như thế này cho em luôn. Rất là đẹp. Con này em chưa có chỉnh lịch với lại ngày lại á. Nó chạy sẵn nó từ bên Nhật về luôn, bên em không có thay luôn á. 12 giờ 56, bây giờ là 12 giờ 56 nè. Cho chỉnh qua ngày đi ha. Rồi 12 giờ 56. Bữa nay ngày 30. Đó. Rất là đẹp, size 35 vừa vặn. Tại vì cái dòng mà mình sang á, cái dòng sang á thì mình phải đeo từ từ size này nè. Thì nó rất là sang nha, mình đeo nhỏ quá thì nó sẽ theo cái phong cách tiểu thư là cái kiểu khác. Đó. Rồi lên cho em con này. Con này mã nó sẽ là mã T4, em bán cho mình 800 T4 nha mọi người nha. Lên cho em mã T5.
T5 em lên cho mình một con của nhà Tết Nốt. Một con của nhà Tết Nốt Má La nữa nè. Đây. Con này là mặt xanh navy nha mọi người ơi. Ai học phong thủy với màu xanh, ai học phong thủy này là lấy là ngay luôn nè. Size 42,2. Dòng Tết Nốt size 42,2 cho em nha. Dập hiệu nha, dập hiệu Tết Nốt Sweet nè. Bản thép đúc cho em nha. Rồi ở đằng sau như thế này. Đó, Honest Stainless nè. Đây. Đẹp chưa? Con này là Tết Nốt Sweet Classic. Đó. Chống nước 100 m nha mọi người ơi, mặt xanh navy. Tất cả là 3 kim cho em, dòng này dòng 6 kim. Kim này là kim dây chính nha mọi người. Kim dây chính cho em nha. Ứng thì cái kim dây phụ nó, kim thể thao nó sẽ chạy. Còn cái này 12 24 giờ phân biệt sáng tối nè. Cái này là phút nha mọi người, nhích một phút nha. Đó. Bao đẹp luôn. Để em coi nó có dạ quang không. Đây, dạ quang siêu sáng, sáng rực bừng bừng. Rồi lên cho em con Tết Nốt này. Con này em bán cho mình với giá là 900. Mã nó sẽ là mã T5. Rồi lên cho em mã T6 mọi người ơi. Mã T6 em lên cho mình một con của nhà Citizen. Con này bữa trước em có lên những cái phiên trước á, là em có lên con này mà hình như em nhớ mã nó là mã N6 luôn, mà bữa nay nó cũng sẽ rơi vào mã T6 luôn. Con này là em đã bán rồi và có khách nào mà hỏi em còn không thì em nói hết đấy mọi người nhớ không? Thì là em đã bán rồi, nhưng mà em cái này là của nữ nhưng mà khách tưởng của nam, khách mua về nên đeo nó không vừa, nó nhỏ. Thực ra nó chỉ là của nữ thôi, size nó có 32 33 thôi. Nó là dòng Citizen Nobila. Nên là gửi lại em bán nè. Nobila nè, Citizen nè. Có mắt dự phòng luôn, có tag đầy đủ nha. Đó. Cái dòng Nobila này là cái dòng rất là ít có của trong hàng si. Lâu lâu nó về nó có một hai con trong kiện thôi mà rất là lâu luôn. Dòng Citizen Nobila này là thuộc dạng dòng cao cấp của Citizen đó mọi người. Đó. Nó là phân khúc cao cấp của dòng Citizen, rất là mắc tiền. Mới nó từ chục triệu không mà size là size 30. Con này là không được 32 nữa. Con này là size 31 nha. Con này là size 31. Cái độ mỏng nó là khủng khiếp mỏng luôn. Cho nên là có những khách họ rất là thích. Những cái phiên đó em toàn báo hết là size 3, 3 phẩy, độ ly 3,7 mm nè. Rất là mỏng. Rồi cái mông đằng sau á, là cái tem của nó, em cũng có giải thích những cái phiên trước, là cái này của nó là nó bọc vàng, xong cái tem nó dán lâu quá, nó để trong cái hộp á, tới lúc em xé tem nó đi theo cái vàng đi luôn, mọi người hiểu không? Đó, nên nó bị gì nè, chút xíu chỗ này thôi, đó nó nói chung là không đáng kể, tại vì nó nằm bên trong, mọi người thấy không? Đeo lên là nó ốp vào tay vậy nè, sao thấy được nữa? Hết thấy rồi, nó đeo là đâu còn để ý mà mình thấy nữa đâu, đó đẹp rất là đẹp luôn, nền đen cọc kim vàng nó sang lắm mọi người. Có cái chữ Nobila của nó là gì, nó giá trị một gốc lịch lọc cho em nha mọi người nha. Rồi khóa là khóa dập hiệu cho em luôn, núm đính đá đen dán siêu mỏng, dây rất là mảnh nha, dây nó làm dây đúc mà nó làm mảnh như vậy nè, đó dây đúc mà mảnh như vậy nè, rất là không biết gì để diễn tả cái con này luôn á, nó sang phải nói luôn á. Rồi lên cho em con này em bán cho mình 1 triệu. Mã nó sẽ là mã T6 cho em. Người ta toàn bán 1 triệu mấy con này. Mọi người có thể đi dò giá nha. Mã này sẽ là mã T6. Lên cho em mã T7. Mã T7 em lên cho mình một con của nhà này. Con này nè. Con này nếu như mà ai quan tâm em từ năm ngoái là sẽ biết em có bán con này. Đó. Và bữa nay kiện về nó có nữa. Con này là con Bilete, thương hiệu của Thụy Sĩ và được sản xuất tại Nhật, nên nó sử dụng máy Miyota Nhật nha mọi người nha. Máy Miyota Nhật. Đó. Đây, nó là thuộc dạng giống như là nó làm giống như là cái bánh vô lăng vậy mọi người. Mọi người hiểu không? Nó làm giống như cái bánh bánh vô lăng vậy á. Đây mà nó làm nổi nha. Chứ không phải là nó in đâu mà đây là nổi luôn mà gờ cộm tay nè. Đó. Nó làm nổi luôn cho em. Núm cũng vậy luôn. Rồi ở đằng sau nè, đằng sau cũng làm vô lăng luôn. Bilete Watt nè.
Bilete là thương hiệu của Thụy Sĩ nha mọi người. Trong nước 5 ATM nè. Đây. Máy mà có nhiều đá ruby hồng và 3 tầng như thế này là máy dạng của Miyota. Tại vì nó sản xuất tại Nhật, là máy Nhật, nhưng nó sẽ không có dập cái chữ Miyota ở đây. Tại vì rất là nhiều người hỏi em là máy Miyota mà sao không thấy dập Miyota, là không phải cái nào nó cũng phải nó dập Miyota nha mọi người. Tùy theo cái mẫu mã của nó và cái lúc nó sản xuất nữa mọi người. Đó, đây là còn nguyên tem đích nè. Em bán con này rất là nhiều rồi. Nó rất là tốt và chạy rất là ok. Size con này là size 41,6 là 42 cho em. Bên hông nó răng cưa như thế này. Núm dưới này thì nó sẽ chỉnh cái đồng hồ thứ này nha. Còn cái núm dưới này nó sẽ chỉnh cái ngày này cho em. Cái này là ngày nha. Cơ automatic có hỗ trợ có tay. Rồi bên trong cọc kim vàng hồng cho em. Bên trong cái độ nó có làm cái dạng mà sọc sọc nổi như vậy nè. Một trắng một đen nổi nổi như vậy nè. Rất là đẹp, zoom rừng kỹ cái mặt này đúng đẹp luôn mọi người. Da đà điểu cho em hoặc và khóa bướm là em thay con này nha. Và những năm trước á, những năm năm ngoái á, em bán con này là 1,7 triệu á. 1,7 triệu 6 vậy em nhớ vậy á. Rồi năm nay em còn đúng, em có đúng một con, tại vì lần trước là em có 3-4 con luôn mà em còn bán 1,7 triệu 6. Rồi con này em có đúng một con bán cho mình 1,5 triệu nha. 1,5 triệu là đã có một em cơ như vậy rồi á. Mã nó sẽ là mã T7 cho em. Lên cho em mã T8. Mã T8 em lên cho mình một con của nhà. Con này nha. Con Salavo Ferramore. Salavo Ferramore F80 nè mọi người. Đây. Nó vướng quá. Đó cái hộp nha. Xong mở ra như vậy. Cái cam của em nó quay không tới, tại vì cái bàn nó bự quá mọi người. Nào, lấy gì không tới. Đó. Rất là đẹp. Con này là dạng đeo lướt nha mọi người, nó còn hợp. Dạng đeo lướt còn hợp cho em nha. Có mắt dự phòng ở đây nè. Đây. Mắt dự phòng nè. Đeo lướt mà nó không có vết nào luôn nha mọi người. Rất là đẹp. Máy Thụy Sĩ kính sapphire nguyên khối cho em. Size con này là size 36,9 là size 39 nha mọi người. Size 36,9 là size 39 cho em. Rồi mọi người nhìn nè. Cái biểu tượng bên trong nó xoay vòng vòng mọi người thấy không? Rất là đẹp luôn á. Và cái biểu tượng bên trong nó đính xoàn cho em. Rồi một góc 12 giờ cũng đính xoàn. Mặt khảm trai xà cừ nha mọi người. Khảm trai xà cừ cho em nha. Mặt hai lòng. Đó. Con này nó đẹp, nó sang lắm mọi người. Rồi ở đằng sau cho em như thế này nha. Đích nó bắt ốc Sweet Mat cho em. Số series đầy đủ nè mọi người. Đó, Sapphire Star, kính Sapphire nè. Rồi bản này là bản khóa bướm bấm nha. Khóa bướm bấm hai kim và có cái biểu tượng của nó xoay vòng vòng như vậy. Đỉnh luôn. Thiệt sự luôn nha. Đeo một cái đồng hồ xong đeo thêm một chiếc nhẫn nữa. Xách thêm một cái ví da nữa đi ra ngoài là sang. Sang má la, thực sự luôn. Quá đẹp. Con này không đẹp, không biết con nào đẹp luôn, thật sự mà nói. Rồi lên cho em con này em bán cho mình với giá là 2,200,000. Hàng đẹp khủng khiếp. 2,200,000 cho em full hộp như thế này. Mã nó sẽ là mã T8 cho em. Em còn một con mặt đen nữa, nhưng mà em không có lên. Ai hỏi em sẽ chụp cho nha. Còn không thì đợi phiên sau em lên. Tại vì mỗi một phiên mình cho một con lên đẹp đẹp á, rồi phiên sau mình để dành kiểu vậy á. Chứ mình lên hết một phiên, phiên sau mình lên gì. Còn nếu như ai mà muốn hỏi mặt đen đó riêng thì em sẽ chụp hình riêng. Đó, còn không thì đợi em lên. Rồi lên cho em mã T9 nha mọi người nha. T9 em lên cho mình một con của nhà. Con đờ mi quý tộc này đi. Những cái dáng đờ mi này là không bao giờ lỗi thời nè. Và mặc cái gì cũng hợp hết trơn á. Mặc cái quần áo gì cũng hợp nha.
Size con này là size 41. Dáng của Rolex mọi người ơi. Dáng Rolex size 41, niềng tọa độ không xoay cho em. Rồi dòng của là dòng Chrono 6 kim. Cái này là đính xoàn, trong này đính xoàn, xoàn nó có chân luôn nè. Nó có từng cái chân để đỡ viên đá luôn á. Chrono Wrap cho em nha. Núm vàng, đờ mi. Khóa gài thông minh dập hiệu nè. Rồi ở đằng sau như thế này, nó là hiệu Dress. Dòng Chrono Wrap nội địa của Japan, chống nước 100m, có số seri đầy đủ nha. Mặt vàng rất là sang luôn, hàng nội địa. Nói chung những nhiều cái thương hiệu của Nhật làm lại cái dáng Rolex lắm, vì cái dáng Rolex nó là dáng huyền thoại rồi mọi người. Nó sẽ không có ấy được. Đây con này kim Chrono Wrap chạy bình thường nha. Đó. Rồi lên cho em con này. Con này em bán cho mình với giá là 800. Mã nó sẽ là mã T9. Lên cho em mã T10. Mã T10 em lên cho mình một con của nhà này đi. Trời ơi nó đẹp ngất ngay. Con này là con đồng ấy gì gọi là gì quên rồi. Oban, đá Oban mọi người ơi. Đây. Xong rồi trên những viên xoàn như thế này nè. Cái này là em gắn lại cho mình nha. Nó gớt một viên em gắn lại cho yên tâm. Xoàn bên em là xoàn mua tiệm vàng mọi người ơi, đeo bao đẹp luôn. Rồi đá Oban cho em nha mọi người. Đó. Đá Oban từng mắt tổng cộng tới 8 viên đá Oban cho em. Đá Oban nó thay về cái phong thủy á là rất là tốt nha. Oban nó may mắn. Con này mạ vàng trắng mọi người ơi. Đây, nó là dạng dáng cổ cho nên là những cái thông số nó sẽ không có dập như những cái hàng thời bây giờ nha. Nó chỉ lộ bộ máy bên trong thôi. Đó. Con này là những cái phiên hình như mấy tháng trước là em có bán một con tới 1.2.3 triệu full hộp á. Đá Oban nó rất là mắc. Mà mỗi một viên là đá, cái dáng đá nó khác nhau. Cái vân của nó khác nhau. Đó. Rồi lên cho em chiếc lắc Oban mạ vàng trắng này, đính xoàn kim cương, bao đẹp luôn nha. Chỗ nào rớt em sẽ đính lại, yên tâm. Nói chung là nó nghiêng về cái độ, nó mắc là mắc cái đá Oban á. Đó. Rồi con này em sẽ bán cho mình với giá là 900. Mã nó sẽ là mã T10. Lên cho em mã T11. T11 em lên cho mình một con của nhà này nha. Con Zacore Lehman nè. Thấy cái dòng chữ Zacore là mình biết nó xịn rồi. Đây. Full hộp sổ cho em như thế này của nhà Zacore. Con này còn tát nè. Tát thông số của nó nè, Chrono Wrap nè, số mã vạch nè. Tát nó là 28.000 yên. 28.000 yên là nó rơi vào 5 triệu mấy, 6 triệu một con. 6 triệu á. Đó. 5-6 triệu một con. Đây. Con này nó còn nguyên siêu nha mọi người. Đó, chưa bóc siêu. Bóc ra là đẹp len keng. Hàng là hàng trưng bày thôi, chưa có lên tay. Size 40 cho em một góc lịch xéo. Ở dưới để Kenvin Casino nè. Chống nước 100m, bản 6 kim. Ấn nút là ở đây nó chạy kim nha, thể thao nha. Rồi ở đằng sau mông nó như thế này, có chữ ký của Kenvin luôn nha. Đó, thép đúc cho em chống nước 100m. Rồi đít dây đồ là dây zin nè. Dây zin hết toàn bộ. Khóa đồ zin nha, xịn vải luôn con này, quá đẹp. Rồi lên cho em con 6 kim của nhà Jacob Wetleyman. Bản Kenvin gì đây nè. Full hộp em bán cho mình 1.2 triệu. Mã nó sẽ là mã của em chưa có xài nha mọi người. Mã nó sẽ là T11 cho em. Lên cho em mã T12 mọi người ơi. T12 em lên cho mình một con của nhà Senko. Full hộp. Một con của nhà Senko full hộp cho em như thế này, lót nhung bên trong luôn nha. Con này mạ vàng trắng. Con này là lắc mạ vàng trắng của nhà Senko, bản solar năng lượng Eco Driver, không cần phải thay pin luôn. Rồi ở đằng sau mông nó như thế này cho em nha.
Made in Japan, không sản xuất qua nước thứ ba luôn. Từng bộ dây của nó là mạ vàng trắng cho em, và vỏ mọi thứ hai bên đều là mạ vàng trắng, mặt khảm trai xà cừ, khảm trai bảy màu luôn nè, ánh xanh nè, thấy không? Lên tay là ngất ngay luôn nha mọi người. Đó, đẹp thật sự luôn, rất là trắng tay. Con này là không cần phải thay pin nha mọi người. Thì mình khi mình nhận hàng của em, mình chỉ sạc dưới ánh đèn thôi, không cần sạc nắng. Mình chỉnh giờ lại xong mình sạc dưới ánh đèn trong một buổi thôi là nó ok. Cái là mình lấy ra mình đeo, khi mà mình không đeo nữa mình để nơi có ánh sáng cho em nha, không có đóng kính tủ lại là được. Đó, thì cục pin nó xài hoài luôn, hàng năm mình không cần phải tốn tiền thay pin. Rồi lên cho em con Senko lắc này, dây nó rất là dài nha mọi người. Quên giới thiệu bộ khóa nữa. Đây, cái khóa của nó là nó bao đẹp luôn, hiếm có những cái dòng mà có cái khóa này. Đó, mọi người thấy không, mở lên như thế này, rồi gài lại như thế này cho em. Nhìn cái khóa không, nhìn cái khóa là biết rồi đó, bao đẹp. Rồi lên cho em con Senko full hộp năng lượng, mạ vàng trắng, con này em bán 700. Mã nó sẽ là mã T12. Rồi lên cho em mã T13. T13 em lên cho mình một con của nhà này. Con này là con hiệu Rust, hiệu Rust tiết cho em là Waterroll. Đó, bản này là bản 6 kim, chống nước 100m, kính xanh navy mọi người ơi. Dây khóa gài thông minh cho em, bản thép đúc của hãng Rust. Hãng Rớt là đâu còn xa lạ gì với mọi người nữa. Size con này là size 39 nha, size 39 cho em, kính xanh navy. Đó, dạ quang siêu sáng, sáng rực bừng bừng. Đó, xanh navy cho em nè, dây thép đúc nguyên con, bao đẹp luôn. Rồi ở đằng sau mông nó như thế này nha. Đó, đây, đẹp chưa, đít xoáy cho em nha. Dây cũng còn dài nữa. Đó, rồi lên cho em con này. Con này em bán cho mình với giá là 800. Mã nó sẽ là mã T13. Lên cho em mã T14. T14 em lên cho mình một con của nhà Justin Bow. Con này ở phiên trước, phiên mà ngày 28 á mọi người, em có lên hai con bán sạch rồi. Và con này là mới á nha, mọi người đừng có check cái giá cá nhân bán, mọi người check cái giá web hãng nha. Là bèo á, bèo nó cũng phải mười mấy triệu một con, còn bèo nữa nó cũng phải rơi vào 7-8 triệu một con. Đó, có cả 100 triệu luôn á mọi người. Cái thương hiệu này Justin Bow Signay cho em đây, nguyên mã vạch của nó đây, chữ ký đây, hãng đây. Đó, cái hãng này là sẽ không còn xa lạ với những người hay chơi đồ hiệu nha. Hộp nó bằng da nha mọi người. Đó, còn nguyên siêu luôn. Của em á, là chưa có xài, em còn nguyên cái gạt nè, mà em gạt ra để em cho nó chạy á. Còn nguyên cái lớp ni lông nha. Cái chữ remote này là cái lớp ni lông á. Đây nè. Đó, mặt loan vân cho em, mặt loan vân, dây nè, dây nâu cà phê sữa siêu đẹp, khóa vàng hồng cho em Justin Bow, nguyên tát luôn. Ở đằng sau mã vạch đây, bản này size 43. Đó, nó có mã vạch và số của nó, mã số của nó đầy đủ nha. Rồi ở đằng sau nguyên tem đích cho em nha, xích đi trai bởi Úc nè, nhưng mà là máy dập bên mo, là vì sản xuất ở đâu nó để máy đó nha. Thép 316 nè. Đó, đầy đủ số seri nè. Dây dập hiệu Justin Bow nè. Đẹp, rất là đẹp. Vỏ vàng hồng nha, bữa trước em lên là vỏ trắng. Con này vỏ vàng hồng, size 43. Cái này nam nữ gì đeo được hết nha. Đó, nam thì phải nam thích điệu, nam thích sang. Rồi lên cho em con Justin Bow này, núm dập hiệu luôn nè. Con này em bán cho mình 1 triệu. Mã nó sẽ là mã T14 cho em, T14 nha. Rồi em lên cho mình luôn T15, một con cũng Justin Bow luôn, hợp da cho em nha mọi người. Cũng nguyên sổ, nguyên thẻ nè. Đó, bản này là cũng là size 43, nhưng mà vỏ trắng nha.
mình thích vỏ nào mình lấy vỏ đó. Con này cũng nguyên siêu, nguyên tát cho em luôn. Đây, size 43, nguyên siêu, nguyên tát luôn. Con này cũng chưa có lột cái lớp ni lông này ra nè. Nói chung mọi người mua cái này chẳng khác mọi người đập hộp á. Đó, con này là mặt loan vân đá luôn. Cái bản loan vân đá này nếu mà sệt đúng là cả 100 triệu luôn á. Size 43 nè. Vỏ thép đúc trắng cho em nè. Khóa dập hiệu Tracing Bow nè. Rồi ở đằng sau như thế này dập hiệu cho em nha. Bản này là màu nút đó mọi người. Màu nút nha. Ở ngoài trong này nó quay á, trong video quay là nó theo cái ánh vàng vàng. Ở ngoài nó theo cái ánh màu da mọi người. Màu da, màu hồng da, màu nút nút đó. Đó. Đẹp. Nam nữ gì đeo được hết mọi người ơi. Nữ là nữ thích to, nam 43 đeo ok la. Mà nếu nam thì mình không thích màu dây này, mình có đổi, mình có thể đổi sang màu dây nâu. Ê, màu dây đen. Rồi lên cho em mã này sẽ là T15 1 triệu. Lên cho em T16. T16 em lên cho mình một con của nhà Diesel. Một con Diesel Sport thể thao trẻ trung. Size con này là size 47 nha. Bản này là bản dây giải nha mọi người. Dây này cũng dễ giặt luôn. Dây giải dập hiệu Diesel nè. Đó. Cái dây này mình dễ giặt lắm, rút ra được nha mọi người nha. Mình rút ra được. Rồi rút là kéo cái bọc ni lông nó ra luôn nè. Đó. Thấy không? Đằng sau nè. Chống nước 5 ATM cho em. Chuẩn của nhà Diesel. Chỗ này nó có hơi tư tư rồi nha mọi người. Đó, nhưng mà vẫn đeo được. Đeo thời gian không thích đổi dây cao su ha. Khóa dập hiệu cho em nha. Đó. Dập hiệu Diesel. Hàng này là Diesel thể thao và bản điện tử cho em luôn. Có đèn luôn nha. Đó, có đèn đầy đủ luôn. Do là quay sáng nó sẽ không hiện ra. Rồi lên cho em con này. Con này em bán cho mình 700. 700k. Mã nó sẽ là mã T16. Lên cho em mã T17. T17 em lên cho mình một con của nhà này. Đó, đẹp chưa? Con này là con Enrico nha mọi người, hàng hiệu á. Hàng hiệu Enrico Covery này là hàng hiệu nha. Ai chơi nhiều hàng là bạn sẽ biết cái hàng này nè. Đó, chuẩn thép đúc cho em nha. Chống nước 3 ATM. Đó, thép đúc vàng cho em như thế này. Đẹp ha. Cái này là mình tay mình bự, nhớ báo bên em làm mát nha. Phơm tay nó là 15 năm, 16 đổ về. Đó. Rồi lên cho em chiếc này. Chiếc này em bán cho mình 500. Mã nó sẽ là mã T17 cho em. Lên cho em mã T18. T18 em lên cho mình một con của nhà Adidas. Adidas full hộp cho em nha mọi người ơi. Những cái hàng Adidas này nó chất lượng cực kỳ luôn á. Mọi người mua một đôi giày của nó không là biết nhiêu tiền rồi, mà đồng hồ em bán có mấy trăm mà. Nè, full hộp cho em nha. Đẹp khủng khiếp luôn. Size con này là size 47,7 là 48 đó mọi người. Đẹp má la luôn. Đây. Nguyên sổ nguyên hộp cho em nha mọi người ơi. Dây cao su nha. Hàng thể thao nè, đeo đi tập gym nè, hoặc là đi bộ, nói chung là mình đi tập thể thao mình chảy mồ hôi á, nó sẽ không có thấm. Nó không có thấm vào dây. Rất là dễ. Đó. Ở đằng sau như thế này. Đít bắt ốc nè. Bảng đỏ đen nè. Rất là support luôn nha mọi người. Nó mix màu bao đẹp luôn. Hãng mà đã mix màu là khỏi có bàn cãi luôn. Núm dập hiệu Adidas nè. Bên trong cho em nha mọi người. Lịch là lịch 3 ngày nè.
Có nghĩa là lịch mình sẽ nhìn thấy được 3 ngày á. Không phải, cái này lịch, đúng rồi, lịch nè. 27 bữa nay 30. Là mình 30 nè, em để mũi tên ở giữa 30, mình sẽ thấy được 29, 31 luôn. Đó, đẹp quá à. Bên trong số nổi luôn nha mọi người. Số nổi nha, màu này màu đỏ candy nè, bao đẹp. Dây cao su nè, khóa dập hiệu nè. Không có điểm nào chơi luôn. Và hàng này lại là hàng trưa đeo luôn. Rồi full hộp em bán cho mình với giá là 600. Bản có lịch luôn nha. Mã nó sẽ là mã T18. Lên cho em mã T19 mọi người ơi. T19 em lên cho mình một con của nhà DW. Full hộp, hộp bằng da nha mọi người. Đó, đẹp chưa? DW nè, hãng bán 6-7 triệu một con. Đó. Full hộp sổ như thế này cho em luôn. Size con này là size size 36. Size 36 nha. Khóa jean. Khóa jean, dây jean toàn bộ. Đó, dây jean. Ở đằng sau bản này bản Lexic. Hàng chính hãng luôn nha mọi người, mới 6-7 triệu một con á. Size 36 cho em, nam tay nhỏ, nữ thích to đeo. Đó. Rồi lên cho em con này. Con DW full hộp. Em bán cho mình với giá là 660.000. Tại vì em nhiều DW quá, em bán rẻ lại cho mình cho mau hết á. Em rất là nhiều DW. 660.000 cho em, mã nó sẽ là mã T19. Lên cho em mã T20. T20 em lên cho mình một con của nhà hiệu Quad. Full hộp luôn mọi người ơi. Đẹp ngất ngay. Đó, bản rất là lạ nha. Bản này lạ. Full hộp cho em như thế này. Size con này là size size 38,8 là gần 39. Đó. Cái chữ Quad của nó nè mọi người. Cái nét chữ á mọi người, cái nét chữ và cái tông màu nó giống như mấy cái người mà họa sĩ người ta vẽ lên tường mà mình hay thấy á, nghệ thuật á mọi người. Đó. Thấy không? Quad nè, Quad Bobby nè. S1941 nè, trái tim nè, cưng xỉu luôn. Rất là đẹp mọi người ơi, nhìn nó nghệ thuật lắm. Rồi đằng sau cho em như thế này nha, dập hiệu của nhà Quad. Đó, đẹp má la luôn. Bản thép đúc cho em nha mọi người. Đây. Hàng chuẩn chính hãng của Quad, thép đúc cho em luôn. Đó, nó là ST1941 nè, bản nó nè. Rất là đẹp. Cái này nam tay nhỏ, nam từ đeo từ 39 đổ về. Nữ thích to, đeo mắt da cốt MK làm đeo được con này. Đó, nghệ thuật. Full hộp em bán cho mình 900, hiệu quá chính hãng luôn. Mã nó sẽ là mã T. T nhiêu đây? T20 cho em nha mọi người nha. Lên cho em mã T21. T21 em lên cho mình một con của nhà Lobo. Đây. Một con của nhà Lobo cho em nha mọi người ơi. Size con này là size size 40. Dáng siêu mảnh luôn. Dây đồ zin nha, dập hiệu cái lon zin, dập hiệu cái biểu tượng của Lobo. Bình thường Lobo về là hàng cơ. Con này là hàng pin mà con cơ thì nó dày hơn con pin. Nếu mà không đo cái phần kính nó chỉ là 3,6 thôi. Đo phần kính là 4,6 nha. Đó. Đồ mỏng nha. Bao mỏng luôn. Dáng giống mấy cái thằng Skyren mỏng á. Rồi dập hiệu cho em biểu tượng của nhà nó nè. Đó. Dây đồ dập hiệu nè. Đó, dây dập vân nè. Khóa dập hiệu nè. Rồi ở đằng sau nè còn nguyên tem đích. Con này nó chỉ không có hộp thôi chứ nó hoàn toàn chưa có đeo nha. Nhìn dây là biết. Dập hiệu Lobo nè. Đó, dập hiệu zin nguyên hết cho em nha. Đẹp quá. Hãng Lobo là hãng của Swiss, sản xuất tại Dập Benmore, chuẩn thép đúc số series đầy đủ. Dây zin toàn bộ. Bao đẹp luôn. Ai mà thích cái dòng mà mảnh mảnh dây da là ngay luôn nha mọi người.
Con này em bán cho mình 900. Mã nó sẽ là mã T21. Lên cho em mã T22. T22 em lên cho mình một con của nhà MK. Thép đúc bọc vàng MK, nó đẹp thực sự luôn mọi người. Hàng đeo rồi nha mọi người, chứ hàng chưa đeo con này phải 2 triệu, 7 triệu, 6 một con á. Em cũng đã bán rồi luôn mà. Con này đã đeo rồi, hàng si về nè. Size 37,6 nha. Tình trạng là có xước nha mọi người. Đó, hàng nói hàng đeo rồi mà không có xước là xạo nha. Đó, có xước cho em nha mọi người nha. Đó. Nhưng mà nước vàng vẫn là chấp nhận được. Đó, nó lên tay nó vẫn lấp lánh và sang. Dập hiệu MK cho em núm nè. Rồi ở đằng sau nè, chống nước 5ATM nha. Chuẩn chính hãng Maikinko. Chữ bên trong nó dập Maikinko cho em. Và chữ MK nó làm nổi lên nha mọi người. Xong sau đó là nó full diamond luôn. Full diamond bên trong và chữ MK nổi lên cho em. Đẹp quá. Sang quá. Sang cực luôn nha mọi người. Ý là nó đã đeo rồi mà nó còn sang vậy nữa. Bữa hồi mấy tháng trước là em có bán hàng như vậy nè mà full hộp á, mà mới đập hộp á, em bán 1 triệu mấy lần á, hết trơn luôn á. Đây, có cái em bán 2 triệu luôn á, dập hiệu Maikinko nè. Rồi, con này em đã qua sử dụng, em bán cho mình là 1 triệu nha. Mã nó sẽ là mã T22. Lên cho em mã T23. T23 em lên cho mình một con của nhà Casio. Đây, một con của nhà Casio quay xếp tờ cho em nha mọi người nha. Hàng Multi Band 6 túi solar năng lượng. No solar năng lượng, không cần phải thay pin. Size con này là size 40,5, là gần 41. Vừa kim vừa điện tử cho em, đang chạy trùng giờ với nhau nha mọi người nha. Đó, bản dây nó là dây đúc cho em, và khóa là khóa gài thông minh. Khóa này mình có thể bẻ lên và mình gà tới đâu mình gà cũng được nha. Đó, mình gà xuống nè. Đó, mình gà lên nè. Rồi mình bật xuống như vậy là xong. Rồi ở đằng sau mông như vậy cho em nha. Đó. Work Time Tour Solar Multi Band 6 Zip Band More. Có đèn đốm đầy đủ luôn. Đó. Rồi, lên cho em con này. Em bán cho mình với giá là 650.000. 650 cho em, mã nó sẽ là mã T23. Ê lộn, từ từ. Ờ đúng rồi, mã nó sẽ là mã T23 cho em nha. Lên cho em mã T24. T24 em lên cho mình một con của nhà Rado. Một con của nhà Rado cho em, nó làm dạng xoắn nè mọi người thấy không. Cái viền nó xoắn không, rất là quý tộc luôn. Sweet mod luôn nè. Bản Rado Eleren nè. Hàng cơ cốt nha mọi người. Ở đằng sau nguyên tem đích luôn nè. Mạ vàng trắng luôn nha. Da đà điểu và khóa là em thay cho mình. Bản này là bản cơ cốt. Con này là cứ từ 1.5 ngày là mình sẽ lên cốt 1 lần cho em nha. Đó, bao đẹp luôn. Mặt bên trong của nó là bằng kim loại, giống như mạ bạch vàng trắng luôn nha mọi người. Đó. Size con này là size size 23,8. Đang chạy đúng giờ luôn, em lên cốt kịch luôn rồi. Đó. Em lên cốt kịch rồi. Nó đang chạy luôn nè. Rồi lên cho em con này. Con này em bán cho mình với giá là 600, Rado chính hãng Thụy Sĩ luôn, giá chưa từng sập sàn. Mã nó sẽ là mã T24 cho em. Lên cho em mã T25. T25 em lên cho mình một con của nhà này. Con này là con cơ. Cơ automatic có hỗ trợ có tay, bản dây da bò và khóa là em thay nha. Con này là cơ nội địa của Trung, giống như những con trước em hay bán cái kiểu con gồng á. Đây, ở đằng sau nè, máy nó máy vàng luôn nha mọi người. Đó, hàng của Trung sản xuất, nhưng mà thuộc dạng cao cấp nha mọi người, đích xoáy cho em luôn.
Đó, vỏ là vỏ thép đúc bọc đen sơn tĩnh điện bóng. Bên trong của nó đính xoàn và có đá chân phần này luôn nha mọi người. Lộ trước lộ sau bản automatic cho em có biểu tượng này nè. Đó, hàng của Trung sản xuất nhưng mà nó cũng tốt và nó có giá thị trường rẻ, dành cho những khách nào mà mình không có nhiều điều kiện để mình mua từ 1, 2, 3 triệu trở lên thì mình mua những con này để mình trải nghiệm hàng cơ nha mọi người nha. Automatic có hỗ trợ có tay lộ trước lộ sau luôn. Đó, dây này là dây màu nâu đen mà bò em thay và khóa là em thay size 45,2 nha mọi người nha. Đó, rồi lên cho em con này, em bán cho mình 700, mã nó sẽ là mã T25. Lên cho em mã T26. T26 em lên cho mình một con của nhà này. Full hợp luôn nha mọi người ơi. Full hợp cho em như thế này. Con này là con Senko, à, Citizen mà nó bỏ vô hộp Senko. Đây, Citizen cho em nha mọi người. Đó, Citizen của Wika. Mặt của nó màu nó đẹp, màu khối á mọi người. Màu nó màu khối á. Size con này là size 31,7. Size 31,7 ở đằng sau mông nó như thế này cho em luôn. Đó, khóa nè, dập hiệu Wika. Dòng này là dòng 6 kim. 6 kim của nữ. Màu rất là đẹp luôn mọi người, màu sang. Vỏ thép đúc nha, vỏ này bền lắm. Đeo tới mà chán luôn rồi vẫn còn bền nha mọi người. Đeo mấy năm vẫn không sao cái vỏ này luôn. Đó, một góc lịch 3 giờ cho em nha mọi người nha. Đang chạy nè. Đang chạy 2 kim luôn nè. Em bấm thì nó dừng nè. Đó, đang chạy luôn nha. Rồi, size 32, em lên cho mình con này full hộp. Nói chung về có hộp là miễn hộp hãng là được rồi ha. Đó, nguyên hộp như thế này nha. Em bán cho mình với giá là 600. Mã nó sẽ là mã T26 cho em. Lên cho em mã T27. T27 em lên cho mình một con của nhà Longines. Một con của nhà Longines mọi người ơi. Con này thì cái mặt nó đã có vết thời gian rồi ha. Mọi người nhìn cái mặt nha mọi người. Mặt nó có vết thời gian rồi. Bản này là bản cơ cót. Bản cơ cót cho em. Size con này là size 32,6. Nói chung mà ai chơi hàng cổ mà không quan trọng phần mặt thì mình có thể lấy về mình đeo, vì hàng cổ thì nhìn nó sẽ viên tẹt hơn. Hoặc là mình có thể đi vẽ mặt lại. Bên em không có làm vẽ mặt nên là em sẽ để nguyên bản em bán cho mình. Rồi tình trạng nha, vỏ nó có chóc vàng nha chỗ này. Nói chung hàng cổ thì sẽ không tránh những cái vết này nè mọi người. Nó là vết thời gian. Đây, đó. Đó. Rồi núm đính đá nè. Mông ở đằng sau nè. Mọi người muốn xem máy thì sẽ inbox riêng bên em chụp máy cho nha. Trên live em không có mở ra được á. Đó. Rất là đẹp luôn. Cơ cót và đang chạy luôn nha. Da đà điểu và khóa là em thay, tại vì nó về mỗi cái mặt thôi. Đó. Size con này là size 32,7, 32,6 là gần 33, hàng cơ cót. Rồi lên cho em con Longines cơ cót Thụy Sĩ. 6 mặt với lại tình trạng vỏ như thế này em bán cho mình 900. Mã nó sẽ là mã T27 cho em nha mọi người. Lên cho em mã T28. T28 em lên cho mình một con của nhà Nissan. Một con của nhà Nissan, hàng độc lạ. Hàng này nó có vân giống như vân gỗ gì mọi người. Nó làm cái màu và cái kiểu của nó giống y chang vân gỗ luôn. Nó nằm ở trên cái thép đúc nha. Nó miết lại như vậy nè. Đó, bản vuông cho em đeo lên tay là một bản luôn nha. Size con này là size 30 nhưng cho 36,3 và nó làm cái mặt nguyên một bản 30 luôn. Đó, nó làm nguyên một bản 30 luôn. Cái này nam đeo nha, nữ là phải thức to dữ lắm mới đeo được con này. Đó. Rồi ở đằng sau như thế này cho em. Đó, Nissan như vậy cho em, dập bên mo. Rồi khóa búng chậm lại hai bên. Dập hiệu Nissan. Thép đúc rất là chắc, đeo không bao giờ hư nổi bộ này. Đó.
Rồi con Nissan nè em bán cho mình 750.000 nha. Mã nó sẽ là mã T28. Lên cho em mã T nhiêu quên nè. T29 nha mọi người. T29 em lên cho mình một con của nhà này. Con này là con hiệu Red Gem bản 6 kim, rất là sang. Mặt màu khói, màu xám khói tây, cọc kim vàng hồng, vỏ thép đúc vàng hồng bản 6 kim. Size con này là size 39,3. Con này là dạng 6 kim là sao biết không mọi người? Đây là thứ nè, đây là ngày và đây là 24 12 giờ nha. Cọc số la mã cho em luôn. Đây, dây này là dây da bò em thay. Dây da bò em thay màu đỏ đô. Rồi ở đằng sau như thế này luôn. Dập Ben Morven, số series đầy đủ. Rất là đẹp luôn nha mọi người. Sang lắm luôn á. Đó. Rất là sang. Thật sự sang đỉnh luôn. Đi đâu đi tiệc, đi ăn đi uống gì cũng hợp. Rồi lên cho em con rớt hiệu này, em bán cho mình với giá là 850.000. Mã nó sẽ là mã T29 cho em. Lên cho em mã T30 nha mọi người ơi. T30 em lên cho mình một con của nhà này. Con này em có đến 4 con hay 3 con gì mọi người ơi, khổ tâm. Nên là em sẽ xả cho nó nhanh nha mọi người nha. Em nhớ em có nhiều lắm trong kiện á. Size con này là size 42. Size 42 kim xanh navy cho em nha mọi người. Con này là pin với cơ hỗ trợ lẫn nhau, vừa pin vừa cơ cho em luôn. Dành cho khách nào mà mình muốn đeo đồng hồ cơ mà mình rất là ghét chỉnh giờ, khi mà mỗi lần mình tháo ra lâu quá nó không chạy hay là như thế nào, mình phải lên code, mình phải chỉnh giờ lại, thì ai mà ngại cái vấn đề đó thì mình chơi cái dòng này là nó vừa lộ như là đồng hồ cơ, nhưng một mặt khác nó lại rất là đúng giờ. Và cái cây kim này khi mà mình đeo, mình vận tay như thế này thì cái cây kim này nó sẽ trôi. Nó sẽ trôi như là cây kim dây trôi ở trong cái đồng hồ cơ thật sự. Đó, nó trôi nè, thấy không? Kim xanh navy cho em. Và hai cái kim này nó sẽ sử dụng bằng pin, thành ra là mình sẽ thấy nó luôn luôn đúng giờ. Nó là vừa pin vừa cơ nha mọi người. Size 42 cho em nha. Nó là dòng Fossil Sweet á. Fossil Sweet cho em nha. Đây. Đó. Dập hiệu nha. Cái này là dập nổi hết. Dập dày dặn luôn. Chống nước 165 feet nha mọi người nha. Rồi ở đằng sau núm dập khóa dập hiệu cho em, khóa bấm. Đó. Nhìn nó rất là vừa tinh tế nè, có một chút hầm hố nè, có một chút sang nữa. Em có đến 2-3 con này lận nha. Em sẽ bán rẻ cho mình chứ giá lúc đầu là 1.4-1.5 triệu đó mọi người ơi. Mà thời buổi thị trường đang chậm và nhiều nên em sẽ bán rẻ lại cho mình con này với giá là 1.1 triệu. Thật sự luôn, 1.1 triệu cho em là được một con full siêu, vừa pin vừa cơ, sử dụng hai bộ máy luôn á. Mã nó sẽ là mã T30 cho em. Lên cho em mã T31. T31 em lên cho mình con này. Đây. Con này là dây xanh coban đà điểu cho em, độn phơm ở giữa nè, rợn sóng nè mọi người thấy không? Đó. Đó, đẹp chưa? Đó, con này là dán mặt oval, đính trên dưới là 6 viên kim cương cho em. Đó. Cái hãng này là chủ yếu nó đính kim cương đá quý không mọi người. Nó là dòng solar nha mọi người nha. Nó là năng lượng mặt trời, không cần phải thay pin. Còn nguyên siêu bóc, chưa bóc luôn nè. Thấy không? Nguyên siêu chưa bóc luôn. Vỏ của nó là nó cũng có một chút mạ vàng trắng nữa. Và bên trong nó khảm trai xà cừ bản 2 kim. Size con này là size 21 nhưng cho 29,6. Nó thiên về dáng dài, mặt oval, da đà điểu và khóa là em thay. Đó, lên như thế này nha mọi người nha. Rất là sang luôn. Xách thêm một cái túi xách da nữa là bao đẹp. Đó, trên dưới đính viên xoàn cho em sáng rực bừng bừng. Hàng solar không cần phải tốn tiền pin hàng năm luôn. Mình chỉ cần sạc dưới ánh đèn. Có nghĩa là khi mà em gửi cho mọi người không có ánh nắng á,
mình sạc với ánh đèn giùm em, rồi mình cứ đeo thôi, rồi mình không đeo nữa, mình để nơi thoáng thoáng cho em là được đó. Rồi lên cho em con này, con này em bán cho mình với giá là 600, mã nó sẽ là mã T31. Lên cho em mã T32. T32 em lên cho mình một con của nhà này. Con này là hôm bữa em bán 500 là vì em nói là em sẽ điều tra cách chỉnh giờ. Nó chỉnh giờ bằng những cái này nè mọi người. Là thứ, là ngày, là phút nè, là giờ nè, cái này nè. Nó nhiều cái đèn màu khác nhau là nó sẽ thể hiện giờ, phút, ngày á. Mà em không có thời gian em ngồi mò mọi người ơi. Cho nên em sẽ bán rẻ cho mình về mình mò giùm em cái. Em chỉ bao đồng hồ hoạt động thôi nha. Còn mình mò chỉnh giùm em nha. Size 44,2, dập hiệu dưới này. Đó, da của nó luôn, dây của nó luôn còn nguyên sam để vậy. Có tem 7 màu của nó luôn nè. Đó. Rồi lên cho em con này, em bán cho mình 250. Bán một nửa giá tiền về mình tự mình nghiên cứu giùm em cái. Mã nó sẽ là mã T32 cho em. Lên cho em mã T33. T33 em lên cho mình một con của nhà này. Con này đẹp ngất ngay luôn mọi người. Hãng của Ricoh bản là bản Traveler. Đó, hãng Ricoh bản Traveler. Nó mạ vàng ánh nâu á mọi người, chứ không phải bị phai nha. Màu nó là màu nâu, mạ vàng ánh nâu cho em nha. Nhìn rất là tây luôn, nhìn rất là tây luôn nha mọi người. Vào cái viền bên ngoài của nó là nó làm bằng đá mọi người, viền đá dắt cạnh nè, đẹp khủng khiếp. Rồi ở trên này cho em là dây của nó là mạ vàng đờ mi ánh nâu. Đó, dây rất là đẹp luôn nha. Khóa dập hiệu Travelers nè. Rồi ở đằng sau như thế này cho em còn nguyên tem đích luôn của hãng Ricoh The Benmore. Núm đính đá nè mọi người thấy không, núm đính đá xanh nè. Size con này là size 32, mặt màu khói cho em. Trời ơi, con này nó tây lắm mọi người. Và bộ vỏ nó là không biết đeo chừng nào cho hư nổi, vỏ đúc, vỏ dây đúc luôn. Đó, không bao giờ hư nổi luôn nha mọi người nha. Rất là đẹp và tây luôn. Khuyên là nên mua, bảo đảm mọi người là không bao giờ mọi người thất vọng được con này. Lên cho em con này em bán 550. Mã nó sẽ là mã T33. Lên cho em mã T34. T34 em lên cho mình một con của nhà này. Con này nó là hàng thời trang mọi người ơi, mà nó chất hầm hố á, với viên tẹt quá nên là em bỏ vô em bán cho mình nè. Vương viên tẹt kinh khủng luôn, gì mà bản kỷ niệm gì 1930 nè. Màu của nó là màu đồng đen nha. Bản nó bản kim loại nhưng mà màu đồng đen, mà nó không có để kim loại gì nữa, mà cầm nặng nha. Size con này là size 47,4 lận, núm cầu luôn nè. Có hình mỏ neo, có chữ tàu gì đây nè. Đó, dây da đồ của nó hết nha. Con này em bán cho mình với giá là 220 cho em nha, máy Nhật. Mã nó sẽ là mã T34. Lên cho em mã T35. T35 em lên cho mình một con của nhà MK nha mọi người ơi. Một con của nhà MK cho em nè mọi người. MK thép đúc vàng hồng cho em luôn. Size con này là size 38,7. Size 38,7, viền của nó đính đây mình hai hàng nha mọi người. Đính xoàn hai hàng cho em, hàng chuẩn chính hãng Maikinko. Đó, dây khóa đồ nè, dây thép đúc dập khóa dập hiệu cho em nè. Rồi ở đằng sau mông như thế này còn nguyên tem đích luôn nha mọi người. Chống nước 5ATM cho em. Núm dập hiệu MK nè. Đó, núm dập hiệu MK. Siêu đẹp luôn. Sang lắm nha mọi người nha. Rất là sang của nhà MK. Con này còn nguyên tem đích luôn, độ mới cao. Lên cho em con này em bán cho mình với giá là 1,2 triệu. 1,2 triệu cho em, mã nó sẽ là mã T35. Bao đẹp luôn. Lên cho em mã T36. T36 em lên cho mình một con, ai quên nữa trời. Cái con mà T7 này nè, hồi nãy em lên á, nó có thêm một cọng dây dù quân đội đó nha. Đó, em gửi lại cho nó luôn nè.
một cộng dây dù quân đội nữa. Rồi T36 em lên là con này. Con này khóa gài thông minh luôn nè. Con này là dòng của USA. Bản gì nè, ARS gì của USA nè, chống nước 100m cho em nha. Kính của nó là hình ngôi sao hay hình gì nè. Size con này là size 30, vỏ thép đúc cho em ở đằng sau mông như thế này. Đó. Made in Japan, đít xoáy, chống nước 100m. Khóa nè. Khóa gài thông minh cho em luôn. Một góc lịch 3 giờ lên tay nè. Cái này đúng chuẩn ăn chắc mặt bền là nó đó mọi người. Đeo không biết chừng nào mới hư nha. Kim dạ quang cho em. Con này em bán cho mình là 400. Mã nó sẽ là mã T36. Lên cho em T37. T37 em lên cho mình một con của nhà này. Con này là con Lavran. Lavran nha, kính tràn viền thủy vàng đen. Cọc số của nó là la mã giặt trên kính. Rồi trên này là đờ mi vàng, khóa gài thông minh cho em luôn. Lên tay là má la. Đó. Bên trong có đính xoàn nha mọi người nha. Đẹp ngất ngay. Rồi ở đằng sau như thế này cho em nha. Đó, máy dập bên cho em. Nó có lắm tắm những hạt sương mai không đáng kể nha mọi người đây. Đó. Lên tay cho em như thế này, máy dập bên. Con này em bán cho mình với giá là 400. Mã nó sẽ là mã T37 cho em. Lên cho em T38. T38 em lên cho mình con này. Con này là con G-Sóc mọi người ơi. G-Sóc này em đã thay dây rồi nha mọi người. Dây cũng là dây zin của một con G-Sóc khác. Nhưng mà em thay vào đây luôn, nhìn nó cũng hay hay, đẹp đẹp. Mua dành cho những khách nào mà mình cần những cái đồng hồ rẻ rẻ để mà mình đi làm công nhân hay là đi đi làm mà không sợ bị tiếc đồng hồ á. Không sợ mà mấy những cái đồng hồ đẹp mình để dành đi đâu mình đeo những cái đồng hồ này mình đeo đi làm đồ này kia. DW6009 cho em, vỏ nó sản xuất tại Thái Lan luôn nha mọi người. Đó. Có đèn đốm đầy đủ luôn, có cái bảng của nó là bảng có con hà mã hay con gì ở trong này nè. Đó. Size con này là size 45 cho em nha mọi người. Tình trạng là nó có cũ và xước xát nha. Đó, em bán rẻ cho mình thôi để mà mình về mình đeo. 350.000 là có G-Sóc chính hãng đeo rồi ha. Mã nó sẽ là mã T38. Lên cho em T39. T39 em lên cho mình một con của nhà này. Chiếc lắc đẹp ơi là đẹp, thương hiệu của hãng Marie Kelly, hiệu Pháp Paris nè mọi người. Mặt khảm trai cho em nha mọi người ơi. Dây đờ mi dạng lắc. Đó. Dây đờ mi dạng lắc cho em nè. Đeo nó xinh xinh, nhỏ nhỏ hay cưng. Kiểu tiểu thư đồ á. Đó, cái này mình mua cho bé cũng đeo được luôn. Núm đính xanh nè. Rồi ở đằng sau như thế này nha. Đó, con này phơm tay nó là 16 đổ về. Đẹp quá mọi người ơi, cưng. Con này em bán cho mình với giá là 400. Hãng hiệu Pháp luôn nha. Mã nó sẽ là mã T39 cho em nha. Lên cho em mã T40. T40 em lên cho mình con này. Con này là con AK, hãng của dòng Citizen Anh 3 đồ đó mọi người. Đây. Con AK cho em dòng Anh 3 nè, chống nước 100m nha. Dáng này là của nữ nha mọi người. Rồi ở đằng sau như thế này cho em nè. Dây nó là dây inox, vỏ nó là vỏ hợp kim. Size con này là size 32,4. Kính dắt cạnh kim cương cho em như ở trên như thế này. Bên trong nó có cái chấm xanh nằm dưới mặt kính nha mọi người. Kim này là kim dây vàng cho em, một góc lịch 3 giờ, mặt màu xanh thủy nè. Đẹp má la luôn, thực sự rất đẹp. Đó. Cưng không? Rồi con này em bán cho mình 400. Máy Nhật luôn nha. Đó, khóa dập hiệu luôn nè. Mẹp hiệu AK nè. Đó, mã nó sẽ là mã T. T bao nhiêu đây? T40 cho em. Lên cho em mã T41. T41 em lên cho mình con Swat with full hộp. Swat with full hộp cho em nha mọi người ơi. Có sổ luôn nè. Cái hộp này mình đi tặng được luôn nha. Size con này là size 33,6. Nó chạy hai cái kim này nha mọi người.
Bây giờ hiện tại là 2 giờ 15 là đúng giờ luôn nè. Đó. Đẹp không? Cái này mua cho bé đeo cũng được luôn nè. Dây có hình hoạt hình gì nè. Rồi ở đằng sau như thế này, máy đúc nguyên con Thụy Sĩ nha. Size 3336 nha. Rồi con này full hộp luôn, nguyên tát luôn, hàng xịn nha. Con này em bán cho mình 400 Thụy Sĩ nè, mua cho bé đeo hoặc là mua cho kiểu như tở trẻ trung đồ đeo á, mười mấy tuổi đồ đeo. Thôi 350 thôi, 350 ngàn. Mã nó sẽ là T41. Rồi bây giờ em qua trang sức mọi người ơi. Lên cho em mã T42 là qua trang sức. Là em sẽ lên đầu tiên là cái cây này. Chắc nãy giờ em để mọi người cũng để ý nhìn thấy rồi đúng không? Cây này là đá thạch anh hồng cho em nha. Cây này là đá thạch anh hồng. Nó làm lên một nguyên một cái cây như thế này để mình trưng. Mình để ở lễ tân nè, phòng chờ, phòng khách nè, phòng ngủ nè, bàn trang điểm nè, hoặc là những cái kệ trưng bày ở phòng khách, ở chỗ để rượu đồ á. Hoặc nữa là mình có thể để trong bàn thờ luôn nha. Đó, nó rất là phong thủy nha mọi người. Nó là cây, những cái này nè, những cái này nó được xoắn trong cái đồng á. Nó được xoắn trong cái đồng nè, nó được xỏ qua để xoắn trên cái đồng á. Những cái bông hoa này nè là đồng bằng đá hết cho em luôn, đá thạch anh hồng hết. Tất cả này đều là bằng đá thạch anh hồng và cái thế cây rất là đẹp nha mọi người, cưng xỉu luôn. Đó, có đúng một cái này thôi. Em bán cho mình 400 thạch anh hồng toàn bộ luôn. Mã nó sẽ là mã T42, rất là phong thủy. Và cái dáng cây mình có thể bẻ tới bẻ lui được nè. Đó, mình muốn bẻ làm sao mình bẻ nó xòe ra hết cũng được luôn. Đó, bẻ nó xòe ra hết cũng được luôn, bẻ lên cũng được luôn. Đó, T42 cho em. Lên cho em T43. Đây, trang sức bữa nay đẹp má la. T43 cho em là cái dây trai, cái dây trai thời trang mix với lại Justin Dior. Thường thường những cái hàng hiệu Justin Dior họ sẽ không làm trai thật nha, mà làm trai thời trang thôi. Đây, nó rất là cưng luôn. Và cái này mình có thể tăng đưa lên xuống, muốn dài muốn ngắn gì đều được hết. Rồi ở đây đính cho em nè. Đây nè, đính xoàng nè, đính xoàng cho em nè, rất là đẹp. Đó, cưng không? Đeo đi tiệc là má la, cưng xỉu luôn. Cộng này em bán cho mình 230 luôn. Mã nó sẽ là T43. T44 em lên cho mình cộng cái vòng băng ngọc thủy tảo nha. Cái vòng băng ngọc thủy tảo hay còn được gọi là mã não rêu. Và mình muốn biết về những tính năng và nguồn gốc của nó, mình có thể search lên trên mạng giùm em nha. Mỗi một cái viên đá như thế này là nó sẽ có bọt khí và cái bọt khí và cái bọt mã não riêng của nó nha mọi người. Nó loan riêng của nó theo một cách tự nhiên. Và cái này là dạng như co giãn, mình có thể đeo được. Mình đeo tay nào cũng đeo được đó mọi người. Đây nè, cưng không? Rất là quý tộc luôn. Nhìn cái kiểu nó viên viên mà nó về thương hiệu thiên nhiên thì sao mọi người. Đó, cái này mình soi vào nha. Mình soi vào cho em là nó sẽ đây, nó sáng bừng bừng và mình thấy lộ hết những cái bọt khí của nó nè. Đó, cái mã não rêu là nó hay gọi là cái này nè. Đó, đủ thứ màu hết. Rất là nhiều màu nha. Đó, mỗi một cái là mã não rêu nó sẽ khác nhau. Thì những cái tính năng của nó thì em thấy là nó sẽ có như là điều hòa cảm xúc, cân bằng cảm xúc nè. Và hỗ trợ về tim á. Em thấy người ta hay đeo ở giữa cái phần tim, cái giữa ngực á, để mà cân bằng cảm xúc. Rồi nói chung là nhiều cái sức khỏe và chiêu tài nữa. Nó có hỗ trợ may mắn cho người đeo, mệnh rất là nhiều luôn. Thành ra là nó rất là được ưa chuộng. Cái này em có đúng một cái thôi. Tại bữa trước em có một cái, em bán xong cái khách hỏi cái em nói hết. Cái ai dễ nằm trong kiện, lòi ra cái nữa. Em bán cho mình cái này 400 nha. Mã nó sẽ là T44 nha mọi người nha. Rồi tiếp tục. Lên cho em mã T45 cho em chiếc nhẫn.
Nhẫn hồ ly nè. Nhẫn hồ ly cho em nha mọi người ơi. Nhẫn này là size 7 nè, vừa tầm với chị em mình luôn á. Đeo ngón nào cũng ok la. Đính xoàn full nha. Xoàn full luôn từ đầu đuôi cho tới lông luôn nè. Đó, đẹp lắm luôn. Có hai viên đá nữa nè, viên đá màu trà, khung titan bạc bền màu nha. Đẹp quá. Những hồ ly này em khuyên chị em là nên đeo ha. Tại em tay em hết chỗ đeo rồi, em không thôi em cũng đeo rồi đó. Rồi lên cho em chiếc nhẫn này. Em xả luôn cho mình 200, giá gốc 260 đó mọi người. Mã nó sẽ là mã T45. Mã T46. T46 nha mọi người. Chiếc nhẫn này cho em, nhẫn này size 6, size 7 nè, nhẫn titan vàng 18K có bông hoa nổi nha. Có một viên ngọc trai đính trên đôi bông hoa channel cho em nha. Titan vàng 18K, đeo ngón nào cũng xinh. Ngón nào cũng xinh luôn, xả 200K luôn, T46, giá gốc 280 nha mọi người. Đó, 200 T46. T47 cho em. T47 cho em cái chùm mix với lại đá long cong, cái chùm đẫm thạch tự nhiên mix với lại đá long cong, xong rồi làm nguyên một cái vòng bi lắc luôn nè. Và em đính chính lại nha, cái này nó không có ngắn, cái này nó dài mọi người ơi. Cái này 17, 18 vẫn đeo được luôn, sệ tới đây luôn nè. Đó, cái này là mọi người, chị em mình là không có đeo ra tới đây mà mình đeo vậy nè, lên xuống nó là dạng lắc á, lên xuống thoải mái luôn, cưng lắm mọi người ơi. Đó, có một cái charm đá long cong trái tim ở đây, trái tim xanh. Đẹp quá à. Đó. Một chùm cẩm thạch luôn nha mọi người, mix với lại rất là nhiều charm. Đeo rất là cưng và đẹp. Đó. Đẹp quá mọi người ơi. 400 cho em nha mọi người. 400K cho em xả sập sàn T47. T48. T48 cho em nha mọi người. Cái cặp bông này em mix với lại cái vòng ngọc trai, ngọc trai thật nha. Từ nó bị méo. Đây. Trai thật cho em nè, trai thật xong nó kết lại nè. Nó kết bằng khung vàng non luôn nha mọi người. Đây là trai thật hoàn toàn hết. Xong nó kết lại trai này ánh hồng. Trai này trai hồng cho em nha, trai ánh hồng á. Ở ngoài là ánh hồng nha, video nó trắng xác à. Ở ngoài là ánh hồng cho em nha. Cái dạng này dạng vòng á, mình đeo vô mình bóp lại được. Đó, mình đeo vô mình bóp lại được cho em. Cưng lắm. Xong miết thêm một cái này nữa nè. Một cái bộ này nữa nha, là một bộ với nhau. Tại vì em thấy nó là trai hồng giống nhau nên em miết nè. Cái này cũng viên trai thật luôn. Và cái trái tim này là gọng titan vàng 18K, xong rồi là bên trong là đá sà cừ nha. Cái chỗ màu trắng là đá sà cừ luôn, mix với lại ngọc trai thật. Một cái gọng này nữa, đẹp, thực sự rất đẹp nha mọi người. Bao đẹp mình luôn. Đó. Rồi lên cho em bộ này. Bộ này em bán 550 nguyên một bộ ha. 550 cho em, khung này khung vàng non luôn á. Mã nó sẽ là T48. T49 cho em. T49 cho em chiếc nhẫn coban hổ phách nè mọi người, còn đúng một chiếc luôn á. Coban đổi màu cho em nha. Để vậy là màu xanh xanh coban nè. Để vậy là màu vàng nè. Hổ phách coban đổi màu. Và phi size cho em nha, tay nào cũng vừa, bẻ ra bẻ vô được nè. Đó, khung titan bạc cho em nha. Xung quanh của nó đính xoàn, nó tóe ra như là hoa hướng dương vậy. Rất là đẹp. Còn đúng một chiếc nha, giá gốc 300, xả 250. T49 cho em, đúng một chiếc duy nhất nha mọi người. Trai hổ phách đúng đẹp luôn. T50 cho em chiếc nhẫn này. Bữa trước là em bán rồi, xong rồi cái phiên trước là mã D48 á. Cái em bán rồi, xong em không nhớ em còn cái nữa. Em còn một cái nữa nha. Cái em báo hết. Bây giờ ai hỏi bữa trước là giờ hỏi lại giùm em nè. Mã này là T50 cho em nha. T50 chiếc này 280, size này là size 8 nha. Size 8 nghêu ngón giữa ngón nào cũng được. Đẹp má la luôn thật sự.
Đó, như xoàng luôn, những hiệu của nhà Subin nè, bền màu nha. Những hiệu của nhà Subin bền màu nè mọi người. Rất là đẹp luôn, titan và titan bạc mà nó làm nhìn như là xoàng thật ấy mọi người, đẹp quá. Cái này đi tiệc là má la luôn. 280 cho em T50. T51. T51 cho em nha mọi người. Cái chuỗi hồ ly chín đuôi bằng đá mắt mèo. Nó đẹp không đẹp trả lại em nha mọi người, không đẹp quăng vô mặt em nha. Con này nó đẹp má la luôn thật sự. Hồ ly chín đuôi cho em rất là tốt cho phụ nữ mình đeo nè, đàn ông cũng được, mà tốt cho phụ nữ mình là hỗ trợ tình duyên nha, và có chiêu tài lộc lá may mắn nữa đó. Lên tay là nó phải nói là nó óng ánh, nó như kiểu là mắt mèo á, rồi nó đẹp thực sự luôn. Không nghe lời em lấy cái chuỗi này đi là má la đó, rất là đẹp luôn mọi người ơi. Hồ ly chín đuôi bằng đá hết toàn bộ nguyên con đó. Rồi xả rẻ cho mình còn 400, giá gốc 500, mã nó sẽ là T51 cho em 400 nha. T52 cho em cái cọng này là cọng titan vàng 18K của Subin đó mọi người. Cọng titan vàng 18K của Subin, cọng này 4 tấc nè. Đó. Cọng này mình đeo không cũng đẹp mà mình mix mặt cũng đẹp nha. Đó, cưng luôn, cái này nó kết lại rất là chắc chắn mọi người. Nó kết trước kết sau nè. Đó, nó kết trước kết sau rất là chắc chắn với nhau nha. Đó. Rồi xả cho mình cọng này 200 luôn. T52. Lên cho em mã T53. T53 cho em chiếc nhẫn của nam nè. Nhẫn này size 10 của nam nha mọi người, còn tem luôn. Những titan vàng 18K bền màu có đính xoàng xung quanh như thế này cho em luôn. Đó. Đeo rất là đàn ông luôn mọi người ơi. Có hình con gì nè. Có hình con chim hay con gì nè. Đẹp quá à. Đó, rất là bền màu nha, cầm như thép đúc vậy đó. Nặng tay nữa. Rồi cái cọng cái này nha, giá gốc 280 nha, giờ xả luôn 220. Xả luôn nha, 220. T50 T5 nhiêu quên rồi. T5 cái này 51 rồi nè. T53 cho em nha. T53. T54. T54 cho em. Cọng này là cọng dây dây chuyền titan vàng 18K mà nó xoắn hai màu lại với nhau nè. Mọi người thấy không? Đẹp thật sự luôn, đẹp má la luôn. Cọng này đeo không cũng đẹp nữa. Em đang đeo một cọng xoắn giống vậy mà màu vàng không. Con này là đờ mi nè. Đẹp thật sự luôn mọi người ơi. Cọng này dài nha mọi người. Cọng này dài nè. Đó, mít mặt cũng được. Mít mặt cũng được và đeo không cũng được cho em luôn. Xả cho mình 200 luôn. T54. T55 cho em nha. T55 cho em. Cái này là size 9 nè. Những xoàng titan vàng 18K như xoàng luôn nha. Sáng rực như xoàng luôn. Titan vàng 18K sáng rực như xoàng nha mọi người. Nhìn cái viên nó lấp lánh nè. Đó. Titan vàng 18K bền màu size 9 cho em. Em còn một cái size 9, một cái size 10. Một cái size 9, một cái size 10 nha. Còn hai chiếc nha, giá róc 280, 260 gì đó. 270 gì đó, nhớ gì đó. Rồi xả luôn 220 một cái luôn. Titan vàng 18K T55 cho em nha, lấy size nào báo em size đó nha. T56. T56 cho em cái di cổ này nè mọi người. Con này không đẹp không lấy tiền mọi người luôn. Mọi người nhìn từng cái dây nó kết nè. Từng cái dây này nó xoắn. Dây nó kết nó xoắn lại với nhau nè. Xong cái này nó thắt lại nè. Xong rồi một cái di nè. Đó mọi người nhìn cái di nè. Di này di gậy như ý và di bảo bình nè. Đẹp khủng khiếp luôn. Đó. Đây mọi người coi nè nha. Nó còn cái tua rua khúc cuối nữa nè. Trời ơi nó đẹp quá, thông phối thêm 3 viên đá bạch ngọc nữa nè. Trời ơi nó đẹp dã man luôn cái di này. Đó,
thật sự luôn á mọi người, không đẹp không lấy tiền mình luôn. Cái di này vào trong shop khác mà người ta chuyên di á, người ta bán 1 triệu hơn, 1 triệu mấy cũng phải mua nữa. Em thấy nhiều người mua vậy luôn á đó. Trong khi em bán rất là rẻ luôn. Rồi cái di nè em bán cho mình nha, bao rẻ luôn, 500. Mã nó sẽ là T56. Lên cho em T57 nha. T57 tới chiếc nhẫn này nè. Nhẫn titan mà nó mướt rượt rồi mọi người. Trời nó mướt lắm, mọi người nhìn bên trong nè. Nó mướt như thép đúc vậy đó. Nó như thép đúc luôn, cầm như thép đúc luôn, bền màu khủng khiếp. Đây, xung quanh cũng có đính xoàn luôn nha. Đó, size này size bao nhiêu đây? Size này size 9 nha mọi người. Rồi cái này em bán cho mình 220 xả luôn. T56. Ấy lộn, T57 nha, T57 cho em. Rồi T58 mọi người ơi, T58 cho em tới chiếc này. Chiếc này size 8 nè mọi người. Chiếc này size 8 cho em nha. Nó cũng mướt rượt như là thép đúc vậy đó. Titan vàng 18k, bền màu lắm luôn, của nam nha. Xung quanh đính xoàn cho em như thế này. Đeo lên là má la luôn, thêm cái đồng hồ nữa là bao đẹp. Đó, xả luôn 220 T58. T59 cho em nha mọi người ơi. Một cái set trai Long Công. Tức là trai màu Long Công nha mọi người nha. Một cái trai Long Công là trai màu Long Công cho em. Và một cái bông tai móc câu của trai luôn. Một bộ cho em nha. Đó, bông tai móc câu luôn nha mọi người. Tai móc câu mà có đít nữa nè. Mình móc vào cái lỗ tai mình không có sợ bị ruột ra luôn á. Gọi là bông móc câu. Đó. Hai viên, một bộ bông và một bộ khóa khóa đẹp không? Khóa bông rất là đẹp luôn. Đó. Một cái dây chuỗi tay mình đeo tay nè, và một cái vòng mình đeo cổ nè. Màu này là gọi là màu gì, màu tím than hay là màu, nói chung cái màu của nó nhìn giống như cái màu xà cừ vậy. Màu tím, tím violet, tím than, tím ánh đen hay là không biết cái màu gọi là màu nho, màu gì á. Đó, mọi người nhìn cái màu giùm em nha. Đó, đẹp chưa? Chai này bao nhiêu ly đây? Tại vì chai thường này nó không có đều. 7-8 ly. Có 8 ly nè. Có 7 ly mấy nữa nè. Đó, chủ yếu là 8 ly, 7-8 ly. Đó. Một bộ 3 món nha. Chuỗi tay nè, cái này mọi người bình thường như vậy không nè. Đó, bình thường như vậy không là em bán 1.900.000 rồi. Bây giờ em bán nguyên vậy luôn có 1 triệu thôi. Một set này cho em 3 món 1 triệu trai thật nha mọi người. Mọi người vào showroom mua như vậy cho em là mấy triệu, mười mấy triệu luôn á, chứ không có phải 1 triệu đâu. Mã nó sẽ là mã T59 cho em. T60 cho em. Cái trầm nha mọi người, trầm tóc thơm lắm. Thơm mà không phải là thơm hổm mà thơm dịu dịu thôi nha mọi người nha. Trầm mà thơm mà gọi là gắt luôn, là cái đó là người ta ướp trầm màu mùi á, ta ướp mùi vô á. Chứ em là cái trầm này thơm nhẹ nhẹ, dịu nhẹ thôi. Trầm này trầm Phật, trầm tóc có hình Phật, có khắc Phật ở đây. Đó, cái này là đeo cổ cho em nha mọi người. Đeo cổ có khóa nè. Đó, dạng đeo cổ trầm thật nha mọi người, trầm tóc thật đó. Đó, thông phúc lừ lừ luôn. Cái trầm này cho em 500. T60 nha mọi người. T61. Cái chiếc nhẫn này giống hồi nãy em lên rồi. Đây, cho vào đây. Giống nhau. Có hai chiếc. Rồi, tới cái này đi. Đẹp chưa? Bóng lừ luôn mọi người ơi. Di nha. Di cổ cho em nè. Bao đẹp luôn mọi người ơi. Di này di 6 mắt. Mix với lại di Phật. Di 6 mắt và di Phật và di cổ nè. Xong mix với lại đá mã não, đeo lên nước bóng đù lừ luôn nè mọi người. Đẹp chưa? Cái này nam đeo là hết bài luôn mọi người. Thực sự luôn. Đó, di nó rất là nhiều ý nghĩa nha. Vừa chiêu tài, vừa cầu hạnh phúc, cầu bình an, cầu sức khỏe nữa. Đeo đẹp nữa chứ. Bao đẹp luôn nha, đá bóng luôn, đeo lên nước rồi nè. Có mix thạch anh xanh, đá mã não nè.
Rồi lên cho em cái này. Di nè em bán cho mình 400. Mã nó sẽ là T61, T62. T62 cho em cái cọng dây này nè, dây chuyền mạ bạch kim. Đây, Italy cho em nha mọi người, dập hiệu Italy chỗ này. Đây, à, thấy không? Dập hiệu Italy chỗ này nha. Khóa này đeo bền nha mọi người. Dây này là dây phụng cho em, dây phụng si bạch kim. Đẹp quá. Mặt ISL nè, mặt LV nè, mặt LV đính xoàng cho em nha. Cái mặt cũng mạ bạch kim luôn. Đẹp má la luôn. Cái này đeo như là vàng trắng thật luôn. Cái này mình đi đi tiệc á, mình bỏ này vô cho đỡ trống cổ ha. Rồi mặc cái đầm lên, trời ơi má la luôn. Rồi lên cho em nha, 500. T62, T63. T63 cho em cái cọng này là cọng đá sapphire. Ấy lộn, đá pha lê. Cọng đá pha lê cho em nha mọi người, mix với lại một viên ngọc trai thật nè, ngọc trai trắng thật nè. Cái đá pha lê lần trước em lên là đá nó nhỏ hơn đá này to hơn nè. Đó. Ấy lộn, đá lần trước là đá sapphire, em lên là đá nhỏ. Đá này đá pha lê nó to hơn, mà đeo cái này đeo choker cũng đẹp nha. Đeo dạng choker cũng đẹp, hoặc là đeo dạng sệ xuống cũng đẹp, nó có cái nứt gài cho mình nè. Mình muốn đeo dạng nào mình đeo, nhưng mà mix đồ là hết bài luôn con này. Cái này nếu mix đồ là không còn gì để nói nổi luôn á, đẹp dã man. Rồi cộng này 250 cho em nha, trai thật luôn. T63, T64. T64 em lên cho mình cái những vàng non tóc đỏ nha. Những vàng non đá thạch anh tóc đỏ cho em. Đây, những vàng non đá thạch anh tóc đỏ nha mọi người. Đó, xoay được luôn nè. Đẹp má la luôn. Size này size 6, size 7 nha. Size 6, size 7 cho em. Chiếc nhẫn này còn đúng một chiếc duy nhất. Những vàng non. Vàng non là nó có mạ một lớp vàng thật bên ngoài, gọi là vàng non. Mọi người nha, tay bên em bự, tay bên này bự hơn tay bên kia. Tay của em là ngộ lắm, tay phải bự hơn tay trái. Đây, đẹp má la luôn. Đó, đeo ngón này cũng được mà ngón này cũng được nha mọi người. Rồi còn đúng một chiếc duy nhất, xả 300.000 nha. Giá gốc nó là 500 đó mọi người. 300 cho em nha. T64, T65. T65 cho em cái dây titan. Titan này là dạng đúc luôn nha mọi người, đúc đặc luôn, bao bền màu mọi người luôn. Cái này đợi, cái này đi đeo nước lên được luôn, tại vì là nó đặc mà nó đẹp, nó đẹp lắm mọi người. Nó như một cái thép đúc nguyên khối vậy. Đờ mi cho em nha mọi người, đẹp quá. Cái này nam đeo nữ đeo cũng được, mà nữ là mình phải hơi bự con xíu mình mới đeo được, hoặc nam mình đeo nha. Cộng này cho em mít mặt cũng đẹp, mà đeo không cũng đẹp. Xả cho mình luôn 250, giá gốc 300 đó. Mã nó sẽ là mã T65, T66. T66 cho em. Em xỏa một loạt những cái dây lụa này cho mình luôn. Đâu rồi? Đây, cái này để em gài lại nha. Gài cái cộng dây lụa này lại. Lụa này bao đẹp. Đó, rất đẹp. Đẹp chưa? Đó, đẹp chưa? Đá xoàng vuông nha mọi người. Lên cổ mình là nó sẽ cái phần này nó sẽ nằm ngang lên, nó trễ cái phần cái gần ngực mình á. Trời ơi, nó đẹp. Đẹp lắm mọi người, mà cộng mềm lắm nha. Cộng lụa vàng titan vàng 18k này mềm, khóa có đuôi trái tim nữa nè. Đó, xả cho mọi người luôn 200.000. 200.000 là đã có một cọng lụa vàng này, là bao đẹp. T66, T67 cho em nha. T67 cho em cọng này. Cọng này là cọng lụa vàng hình chữ Y nè. Y là yêu nè, hoặc là ai tên Yến nè. Đó, Y là yêu hoặc Yến gì cũng được. Đó, hoặc là Du, viết tắt của từ Du là bạn. Đó, có chữ Y nha.
200 cho em luôn, đẹp má la luôn, lụa vàng titan 18k, giá gốc nó 250 260 á. Mã nó sẽ là T67. T68. Tế hình cái tế chế chữ M nha. Chữ M là mẹ nè, mom nè. Đó. Hoặc Minh nè. Tên ai chữ M hoặc là nó nhiều cái ý nghĩa lắm mọi người. Đó em M nè. Đẹp quá à, rất đẹp, cũng có trái tim đuôi luôn nha. Đó, titan vàng 18k 200 luôn, T68. T69. Tới cái cộng này nha. Cộng này nó khác những cộng kia là nó có tới 2 cộng. Đâu rồi? Đâu rồi? Đâu rồi? Đây. Nó là dạng lụa luôn nhưng mà nó 2 cộng nha mọi người. Cái này nó đang bị rối rồi. Đây nè, đó. Đẹp lắm luôn. Cộng trước, cộng sau, cộng dưới nguyên chữ lớp và trái tim nha. Rồi cộng trên là lụa nè. 2 cộng 2 tầng đeo lên như vậy cho em. Đó, 200 luôn. Titan vàng 18k, T69. T70 cho em nha. T70 cho em chiếc nhẫn của nam nè. Đây. Thạch anh xanh nè, thạch anh đỏ nè. Đính xoàng nè. Đó. Nhẫn này cái kiểu mà về phong thủy là giống như có người mà bổ trợ cho mình vậy á. Size này là size 8 nha, còn tem em dứt mã tem ra rồi. Đây. Đó. 220 cho em nha, T69. Ủa em lộn mọi người ơi, T70. T70 nha. T70 nha là chiếc nhẫn. T71. T71 cho em nguyên một bộ nè. Một bộ này là bộ băng ngọc thủy tảo, là em có tới 2 bộ luôn. Bữa trước em lên một bộ, bữa nay em lên một bộ nữa là 2 bộ. Một bộ em nhớ em lên bữa trước là 550, 500 gì đó. Bộ rồi bây giờ em nhiều quá em lên cho mình bộ này 400 thôi. Băng ngọc thủy tảo một cái cục này là đủ rồi nha mọi người. Băng ngọc thủy tảo cho em mã được gọi là mã não rêu. Mã não băng ngọc thủy tảo nó sẽ có hai màu, một màu rêu và một màu đỏ nâu. Đỏ nâu và nâu. Băng ngọc thủy tảo cho em sáng rực bừng bừng nha. Đây. Mọi người sẽ thấy nè, nó sáng rực bừng bừng nè. Dội lên là từng viên là nó sáng hết. Và đều có mã não riêng của nó hết nha. Cái nào cũng sáng rực hết nha mọi người. Đó, băng ngọc thủy tảo là bình thường một cái chuỗi thôi là đã 400 rồi. Cái này nguyên một bộ luôn. Vừa vòng tay đeo ha, vừa vòng tay mình đeo nè, vừa dây để đeo nè. Cái khóa rất đẹp nha, khóa xoay luôn. Đó, băng ngọc thủy tảo cho em nè. Hồ ly chín đuôi. Cái này là hồ ly chín đuôi, chiêu tài và tình duyên cho mình rất là tốt nha. Nguyên một bộ vậy em bán 500 luôn. Ấy lộ, nguyên bộ vậy bán 400 luôn. T71 cho em. T72. T72 cho em cái cặp bông tai trai thật nha mọi người. Toàn ten nha. Bông tai trai thật toàn ten, có hình bông hoa, mix hai viên xoàng xung quanh, gọng titan vàng 18k, trai thật luôn, titan luôn. Đẹp dã man. Đó, xả cho mình luôn 220 thôi. Giá gốc 280-300 đó. 220 cho em T72. Rồi T73. T73 cho em là cái kính bọt trơn nha mọi người. Xả rẻ sập sàn luôn cho nó hết hàng nha. Xả là không lợi nhuận luôn á. 200 ngàn một kính full hộp luôn. 200 ngàn cho em nha mọi người ơi. Đó. Đây bao đẹp cho mình luôn. Cái này mua thì chuyển khoản hết thì chuyển khoản 220 cả ship cho em nha. Em tính có 20 ngàn thôi. Đó. Bọt trơn nè. Bên trong nè. Ánh xanh cho em như thế này. Cái này ngang 14-14 năm nha mọi người. Đó. Bọt trơn cho em mà giọng nhám nè. Đẹp ơi là đẹp luôn. Cái này đã từng bán rất nhiều luôn á. Hot ơi là hot luôn mà khách em mua hết trơn rồi. Thành ra là mới dư lại, mới xả cho mình á. 200 cho em nha. T73 cho em. Cái kính này em còn được 4 cái hay gì đó.
Rồi T74 cho em nha. Lên cho mình con này. Con sale liền này. Full hợp cho em nha. Sổ thẻ đầy đủ. Full hợp cho em luôn. Đẹp quá mọi người ơi, cái này đeo đẹp. Cái này đeo rất đẹp nha mọi người. Tại vì mọi người chưa đeo, mọi người chưa thấy cái độ dễ thương và đẹp của nó. Cái này gọng xanh rêu. Gọng của nó màu xanh, cái kính của nó màu xanh rêu. Dây và cái gọng này là gọng đòi mồi hổ phách. Đây, gọng đòi mồi hổ phách cho em nè. Đó, mít cái thương hiệu của nó nha, dập nè. Ở trong cũng dập nha. Đó, đeo rất đẹp luôn, nhìn rất stylish luôn. Style người mẫu đồ đeo này các mọi người. Đó. Rồi 208 cho em nha, rộng đồi mồi hổ phách luôn. T74 cho em. T74 nha. Rồi T75 cho em tiếp tục. Con Dior. Dior full hợp cho em như thế này luôn. Dior này cũng là gọng đồi mồi nè. Gọng đồi mồi nè, Dior full hợp nè. Có khăn, có túi, đồ đầy đủ nha. Rồi gọng đồi mồi cho em nè. Đồi mồi có chữ CD của từ Dior nè. Kính của nó là không hề gọng, không hề có gọng nha. Kính tràn viền không hề có rộng, màu chocolate nha. Màu này là màu nâu choco cho em. Nâu choco ánh trà đó mọi người, đẹp lắm. Ở ngoài nó là nâu choco chứ không phải là màu tím đâu nha mọi người. Đó, nó rê hai màu cho em. Rất là sang. Rồi, cái này như em còn có một chiếc hay hai chiếc gì á. T75 cho em 208. Rồi, cảm ơn mọi người đã xem video của em nha. Bên em là chuyển khoản cọc chốt đơn, nên mình nhớ lưu ý giùm em là bên em không có ship code không cọc. Cho nên nếu như mình chuyển khoản cọc được thì mình hãy chốt hàng. Rồi cảm ơn mọi người đã xem video của em. Xin chào và hẹn gặp lại.